giản vậy? Cắt kiểu này mà xài là coi như là đã dục luôn chứ mà gì. Rồi thấy không, cái máy cắt chế làm xích bằng pin cắt rất là đơn giản, cắt gì cũng được hết đó, đó. Cảm ơn các chị cô chú đã quay trở lại kênh YouTube máy xây dựng Hồng Nhiên. Vừa rồi các chị cô chú thấy là như test một cái máy xài pin với một cái làm xích. Thì hôm nay Nhiên giới thiệu các anh chị một cái làm xích xài rất là đơn giản, mình gắn máy gì cũng được, máy tất cũng được, tất ngay cũng được, tất gỡ cũng được, xài điện cũng được mà xài pin cũng được. Thì khi nó gắn vô như thế này, các anh chị không thích cái tay hầm hướng này thì mình quay qua hướng bên này, mình nắm bên này, thì như vậy thì đôi khi là mình lại lợi thế hơn đó, mình gắn mình cắt nó lợi thế, rất là lợi thế hơn. Đó, nó chạy vậy. Thì bây giờ Nhiên sẽ mở cái máy này ra, mở cái làm xích này ra cho mấy chị cô chú xem là hướng dẫn, như hướng dẫn cách lắp ráp luôn, rất là đơn giản. Anh chị mở ở chỗ này, nó mình mua về là nó sẵn như vậy rồi, nó ráp sẵn rồi. Đây là một cái bộ làm xích tự động, cái máy này nó tự động luôn, mình không có cần lắp ráp gì hết, mình chỉ lắp vô trong này thôi. Ở trong này thì cái máy này nó có tới 3-4 cái đầu rồi, nó rất là dễ luôn nè. Đó, như thế này thôi, nó chỉ là mình mua về là nó có cái bộ làm xích này sẵn rồi, mình chỉ gắn cái tay vô thôi. Còn cái này là cái cục đầu để mình gắn vô máy mài, mình gắn vô cái gì cũng được hết á. Ở trong này nó có những cái đầu như thế này nè, đó, nó có những cái đầu như thế này nè, mình gắn cái tấc 2 vô thì nó có tấc 2 đó, tấc thì mình gắn vô có tấc, nó đơn giản vậy thôi. Nó có một cái miếng như thế này để các anh chị cô chú là mình lót, mình cua ra mình thấy nó có miếng gòn chỗ này vậy nè, để mình lót vô cái máy mài đó. Nên là máy nhỏ thì mình sẽ lót vô, máy lớn thì khỏi cần lót ha. Thì nó như thế này, mình bắt vô để cái này, nếu mà cái này cốt nó lớn thì mình bỏ vô đây là nó vừa luôn đó. Nếu mà có một tấc 2 ha, đó, nó vô đây nó vừa nằm trong này luôn. Thì cái này là cái làm xích này là nó thuộc dạng một cái dạng là làm xích tự động. Thì mình mở trong này ra nè, mình mở trong này cho mấy anh chị cô chú xem. Khi mình mở cái này ra mình không thích này, cái tay nè, đây là cái tay, mình muốn gắn bên nào cũng được, gắn bên phải bên trái gì được hết. Coi, mình muốn gắn bên nào mình gắn bên đó ha. Đó, tháo hai bên ra. Nhưng mà nó có cái bình dầu trong này nữa, nên là khi mà mình sử dụng mà mình đổ dầu vô để nó cái xích này nó giống như là đại khái là mình cho nó bôi trơn á. Ở đây nó có một cái bánh xe chỗ này nè, để nó bôi trơn cái cọng xích này nè ha. Đó, lúc nào xích nó cũng về. Đó, bình dầu bình nhớt nó nằm ở đây. Đó. Rồi ở đây mình sẽ tháo ra mình xem nó tăng tự động. Ở trong này nó tăng tự động, nó tăng tự động thì như thế nào. Anh chị nhớ nha, ở chỗ này là lắp cái bảng này vô nè. Mình lắp vô chỗ này để giống như là nó đại khái là nó nhẹ, nó che bảo vệ cho mình đó. Cái bộ lam này thì Nhiên bán giá nó là 270.000. Đó. Mình có thể mà mình gắn vô cái gì cũng được hết, mình gắn vô máy mài cầm tay, xài điện, mình gắn vô máy xài pin được luôn. Đó, thì Nhiên đang gắn máy xài pin. Đây. Đó,
làm xích nó là vậy. Ở trong này nó có một cái dải lò xo ha. Đó, trong này nó có một cái dàn lò xo trong này để nó kéo nè. Ở đây mấy anh chị thấy nè, khi nó vô đây nè, nó nằm vô này đó, cái này nó đẩy à, anh chị thấy là nó đẩy như thế này nè đó, nhả ra cái mà khi mình nhả ra cái này nó đẩy lên. Bình thường mình lắp là nó như vậy nè đó, cái mình anh chị thấy nè, nó tăng tự động là vậy nè, bình thường là nó như vậy đi đó, thì nó chạy mấy anh chị chỉ cần nhả con ốc ra thì nó tăng lên như thế này, vừa nó là mình siết lại ha, nên là lúc nào nó cũng vừa phải à, nó không tăng lên quá nhiều ha. Ở trong này nó có một cái lam như thế này đó, nhớt thì ở đây là nhớt nó ra, ở đây nó nuôi, ở đây nó có lỗ ra nhớt, mình đổ nhớt vô đây tự động nó chạy, nó rút ra nuôi cái lam xích này cho nó. Nãy nhiên cắt thử đó mấy anh chị thấy rồi đó. Đó thì cái bộ này như vậy nó gắn cho máy nào cũng được hết đó, nhưng bán giá nó là 270.000, tại vì cái bộ này nó lợi thế hơn là nó lắp sẵn, mình mua về là nó lắp sẵn luôn, nên là mình chỉ cần đưa vô thôi, mình gắn máy nào cũng được. Còn mình đôi khi mình phải mua cái bộ kia thì mình lắp nó phiền hơn, mình lắp nó mất thời gian hơn. Còn mấy anh chị có nhu cầu muốn mua một cái máy mài pin như thế này nè, là giá nó là 1.300.000 đó, nó có hai pin và một sạc đó. Còn máy này thì công tắc nó bớt, nó có tay nắm tay nữa, thì đại khái là cái này nó là hàng Trung Quốc thôi, nhưng mà nó xài pin thì được cái nó tiện lợi á, nó tặng cho mình 20 pin như thế này, pin là 21V. Ở đây nó ghi 98V thì không đúng đâu, nó là 21V thôi. Sạc thì sạc đế, có bảo vệ, có tay nắm đầy đủ ha, tay nắm nó gắn vô đây đó, mình thích xài tay nắm mình xài cũng xài thôi. Pin ở đây là nó có báo pin và nó có tăng tốc độ, ba cấp tốc độ đây, mình ba bấm nó thì ví dụ như này đó, nó yếu nè ha, nó yếu đó, mình sạc đầy lên nó mạnh lên, nó ẩm pin lên đó, nó chạy được. Cái mấy máy mài pin thì mình đi đâu mình cắt giống như thế này, mình cầm ra vô mình cắt cũng được. Con này giá 1.300.000 thì máy được bảo hành 6 tháng, pin được bảo hành 3 tháng, pin sạc bảo hành 3 tháng. Đây là hàng Trung Quốc thôi chứ không phải hàng xịn gì cả, nhưng mà nó xài đại khái giá nó rẻ. Pin này mình sử dụng thôi, mà người ta xịn mình bỏ vô mình xài cũng được luôn mới ghê. Nhưng mà đó là những cái đời đầu á, còn những cái đời mới bây giờ mà người ta xịn nó quá là hết, nó không cho mình xài được ha, nó rất là hay. Đó, nên là mấy chị có nhu cầu gì những sản phẩm như thế này, cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Viên qua số là bên trên. Hãy đăng nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những cái video mới nhất. Máy xây dựng Hồng Viên sẽ làm những video thiết thực nhất, chân thực nhất. Mấy chị không mua cũng biết được à, đây là những con máy hàng Trung Quốc. Tuy là nó hàng Trung Quốc mà giá tiền nó rẻ, nó phù hợp thì nó phù hợp nhu cầu mình thì mình mua thôi, chứ giờ mình mua hàng rẻ thì nhiều người nói nó đắt quá, nên là mua hàng rẻ tiền. Chế cháo gì em yêu khoa học trong nhà thì cũng được thôi, bình thường đó. Đó là những cái chia sẻ của Duyên về cái máy cái làm xích 270.000 và cái máy mài cầm tay xài pin của Trung Quốc ha. Đó, rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay, và bây giờ Duyên xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video kế tiếp. Xin chào anh chị cô chú nha.